Về Hà Tây đi em, có bao con đường quen, đường thường tin yêu thương, kỷ niệm đẹp. Ngọc bây giờ đợt đầu hai cũng đã được 4 đến 50 cm. Bà con để ý, bây giờ lá vẫn còn đang non nên đầu tháng 9 trở đi thì Hà Bình Ngon mới đánh cây nên xuất cho bà con. Bà con để ý đây là hai đợt nọc, một đợt nọc bắt đầu từ dưới đây và đây tiếp theo là đợt nọc thứ hai. Lá vẫn còn đang non, rất nhiều bà con cũng đang sốt ruột là Hà Bình Ngon có giống bán chưa. Nhưng mà Hà Bình Ngon hôm nay sẽ quay cho bà con xem đây, lá vẫn còn rất là non. Đấy, như chú ở trên Bắc Giang, chú ăn cái các loại bưởi ngon Bắc Giang có bằng cây bới nhà cháu không? Không, quả nào bằng, cái quả tôi ăn cái quả bưởi cổ mỗi năm toàn rồi. Đấy. Cây này phải sức sống khỏe hơn cây bưởi diễn. Khỏe hơn nhiều ấy. Nó lớn rất là nhanh. Ấy, tôi em địa chỉ hôm nào em lên thăm vườn của em. Vâng. Em là người dân tộc. À. Gốc của em là ngày xưa. Anh bảo là anh tên gì em lại quên nhỉ? Phương. Anh Phương à? Anh Phương là ở xã Đa Tốn à? Xã Đa Tốn, huyện gì? Huyện Gia Lâm. Huyện Gia Lâm, Hà Nội. À. Em cứ nghĩ là Đa Tốn là ở dưới đằng Hà Tây. Không. Gia Lâm. Cái số mình đang qua mình và số của anh là bao nhiêu nhỉ? 0988 0988 62 42 42 73 73 vâng. Anh là chủ tịch hội nông dân xã Đa Tốn. Đa Tốn. À đúng rồi. Vâng. Đấy, hôm nay này em cho anh trực tiếp là cho đoàn là ăn thử bưởi tại cây bói 3 năm tuổi bắt đầu bói nhá. Cây già ổn định quả nhá. Với lại so sánh cái bưởi soi Hà của Tuyên Quang ăn với bưởi đường chín sớm. Bởi vì cái tại sao em mua bưởi xoay Hà về nhà? Vì xoay Hà người ta cứ nhận là cái bưởi đường chín sớm của em. Thế thì em mới mang về cho bà con ăn thử để bà con biết rằng xoay Hà khác. Khác hoàn toàn mà ăn không ngon bằng cây bói nhà em luôn. Đấy, mình đang bảo là sẽ sắp xếp xong là cây này là cây bói năm đầu tiên của nhà cháu đấy. Cây năm đầu tiên này. Dày bao nhiêu nữa? Đi cùng với đoàn có đồng chí Tuấn là phó chủ tịch hội nông dân huyện Gia Lâm, đồng chí Khang là phó bí thư thường trực chủ tịch hội đồng nhân dân xã, và đồng chí Mạng là chủ tịch ban mặt trận tổ quốc xã Đa Tốn, em là chủ tịch hội nông dân xã Đa Tốn, giám đốc hội xã. À, cùng anh em trong ban chấp hành và các bác là hội viên đang làm các cái vườn, cũng làm cây bưởi, cây cam, đang trực tiếp làm. Đấy thì như hôm trước không có điều kiện, đúng ra và em mới sắp xếp thời gian em sang trước một hôm ấy thì nó chu đáo hơn. Đấy, nhưng mà vì công việc anh đi vắng nhiều, đấy thì chỉ liên hệ được với chị. Đấy, và buổi tối hôm trước thì em gọi điện trao đổi với anh, nhưng hôm nay thì em cũng đưa giúp cho một số các nhà vườn, anh em ở bên làm nhà để cho nó hiệu quả. Thì bên đó thì em trồng bưởi diễn, cam đường canh và cam vinh, đấy là cây có múi. Và cái hướng tới thì em đang làm đề án xây dựng cái nhãn hiệu thương hiệu cho cái quả của Đa Tốn. Sơ bộ với anh như thế, không biết là đây. Đấy thì hội viên bỏ đi, tại vì thực ra nó không có hiệu quả. Bởi thực ra thì nó chỉ là cái giải quyết việc làm hơn cây lúa thôi. Đấy, chứ còn nếu mà so sánh với cây có múi thì em nghĩ là cái ổi không bao giờ bằng. Số bộ nhận số lét như thế của xã, em thì mong anh đi nhiều nơi, em giúp đỡ rất nhiều cái hội nông dân ở các nơi, em ở trên mạng về biết cái trang trại của Lý Sơn là cấp tỉnh, ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn Nghệ An này. Trồng toàn bộ cam và bưởi, và em cũng tư vấn các tỉa tạo tán cho núi là đồng chí mũ tay đỏ đấy, em hướng dẫn cho các tỉa tạo tán như này chỉnh sửa cho các công nhân của anh ấy xem cho mình để biết cái kỹ thuật chỉnh giao lại cho này.
nếu mà kỹ thuật thì đi được trực tiếp thì chỉ có ngồi trên giường ấy chứ. Bây giờ là vào tầm kinh doanh thì không đi được, chỉ có nhà thứ khác. Rồi em đây là có cái bưởi, thứ nhất là bưởi Quế Dương, thứ hai là bưởi chín sớm. Cái nguồn gốc của xã Cát Quế này, thì cái bưởi Quế Dương là cái nguồn gốc là nhãn hiệu tập thể. Tên bưởi Quế Dương tên xã, ngày xưa là thôn Quế Dương, trong bây giờ thì đổi tên xã Cát Quế. Còn cái bưởi Hương chín sớm là cái tên thương hiệu riêng của cá nhân mình em. Bây giờ thì không có cành chiên nữa thì bắt đầu mới nhân giống cây ghép. Thì như đây này, cái trang trại này em trồng như đàn này, ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An ấy, trồng trên đồi. Đấy, em vào tham quan thì rồi chuyến đi Nghệ An rồi. Đấy thì bắt đầu nó mọc đồi cây vào. Trong thị xã Thái Hòa thì em trồng trên đấy gần một vài cây. Trong mấy năm trên Bắc Giang thì mấy năm nay sân cái cây bói năm đầu tiên nhưng quả nó rất là mỏng và chắc. Cây đằng sau là bưởi. Còn giới thiệu với tất cả bà con đây là em bên đại diện cho số hoa quả sạch Sói Biển. Thì em hôm nay vào cũng test thử bưởi để nhập hàng để bán. Năm ngoái thì bên Sói Biển cũng bán hàng như thế rồi.
Hôm nay vào để xem bán nhiều không? Năm nay bán được. Đây anh em đâu rồi? Đây ông Sơn đâu cũng đã ăn bưởi vào đây. Vào đây thử vào đây. Cứ ông nào làm bưởi thì vào đây. Đây. Rồi. Đây là bưởi trên cây vật thú tại. Nước nhiều lắm. Mà đây là thời tiết dạo này nó còn mưa chứ còn chưa phải là ngọt như là thời tiết nắng đâu đấy. Đây không thì xong. Thoải mái đi. Đơn giản gì đâu. Nhà sản xuất đâu. Đây nhá, đúng rồi, Phương. Được, quả này ngon hơn quả trong nhà nhiều. Ơ, bưởi trong nhà là Tư Quang. Bưởi Tư Quang, bưởi Sơn Hà Tư Quang. Bưởi Tư Quang ngon hơn à? Bưởi đây ngon hơn nhiều. Đây ngon hơn. Đây hoặc đây, vừa vặt đây. Cái này cái bưởi cháu mua, cái bưởi Xoay Hà về để cho bà con ăn để so sánh với bưởi đường trên sớm. Đấy là cái cây này mọi người đang ăn là cây bói năm đầu tiên nhé, mọi người nhìn đấy. Cái bưởi nó chưa không đậm bằng cái bưởi già đâu nhỉ. Thì đương nhiên. Đây đây chọn cây tơ. Chọn cây tơ cho mọi người ăn để mọi người biết rằng là khi mới bói nó ăn chất lượng nó đã như thế rồi. Mà nó rất là mỏng vỏ. Không bị gạo, không hạt đúng không? Có hạt nhưng mà nó ít hạt. Đâu còn trong tí nữa cháu sẽ vặt trực tiếp cho bà con cây già đây. Thằng già đâu? Thằng già đây, thì già bên cạnh đây. Thì cháu quả già này thì rồi ok cháu vặt luôn trực tiếp. Vặt luôn trực tiếp già. Sau thì cho mọi người ăn thử nhá. Đây nhá. Đây là cây bưởi già hơn nhá, ổn định chất lượng rồi nhá. Cháu sẽ vặt trực tiếp để cháu cho mọi người ăn. Cái quả già thì khoảng ổn định khoảng bao nhiêu gram một quả? Nó tùy theo mình chăm sóc cây cây mà quả già có quả to như nhà em để nhà đấy là cân 3 quả. Và thông thường thì nó từ 8 lạng đến 1 cân thôi. Tầm ý thôi quay lại. Tầm ý quay lại thôi. Như mình thế. Mà cái loại này thì mùi nó rất là mỏng. Đến như cam. Quả nhỏ mà cân nặng. Mình có một tí mùi nó nhỉ. Rồi. Sướng. Mày liệu hai giờ chưa gặp được đâu. Chưa được đâu con chứ. Đây mấy cây già nhá. Chúng mời mọi người chia nhau nhá. Về mấy bạn đi đạp ra. Ba bộ loại. Mày con không tao tao khâu mày đây. Ấu ấu. Cây này nó ăn giòn hơn cây kia. Đương nhiên nó giòn hơn. Già thì bao giờ nó hơn. Đâu Hương ơi. Nếu mà ăn để mà về cái độ ngọt nó không khác nhau nhiều. Già. Cho quả lưỡi cho chuyển ra ngoài kia cho ăn cơm. Bây giờ cháu đang thu hoạch. Loại này là bao trái đấy mấy. Công việc thì có thể là mình bao mấy cây người tao nó tuyệt vời lắm. Nó có cái quả như kia, khô nhăn, già, cái hương vị nó thơm lắm mà ngon. Ui, để xem một già, già, ai chuyện cái già cây cái bưởi già thì bao giờ ấy? Bao giờ nó chuẩn rồi, chắc rồi. Cái này đã được 7 bưởi chưa? Cái này. Đấy. Ở đây toàn là cái giống bưởi đường chín sớm này đầu tiên là cây nó là một cây bưởi mọc của nhà cháu. À, tức nó mọc. Chính là cái cây này à?
không, không. Chết rồi. Không ao chết rồi thì mình nâng cái chiếc ra trồng được những cây này, cây thế hệ tiếp theo đây 20 năm. Bây giờ cái cây giống thì mình chỗ nào là làm chỗ nào? Giống thì cháu đặt ngoài bãi cơ, tí nữa cháu đưa ra vườn giống cây 1 năm tuổi một tí, xong thì cháu đưa sang cái kho nó cũng biết cách bảo quản giống rồi. Thế là cháu cho một chuyến đi hôm nay là gặt hái rất nhiều thứ. Không gian thì bao giờ nó nguyên. Cái phân này có tung không hay là cứ để thôi. Để cho nó hảo sau này. Cái này như mình ấy. Đấy cứ để này bao bằng được bao. Đa số là để bao. Tầm giúp cháu gái thì ra ngoài. Đưa ra ngoài. Về đất ở mình thì nên cũng thể là đất thì sắt. Không thì bao. À có điểm tính cái cây được bao nhiêu quả? Mất mùa cũng được hơn 200 quả. Út cha mẹ ơi. Nó bán rồi, nó cắt nó bán rồi. Bán mua con này đấy là nói không bao giờ bị mất mùa. Nếu mà mình cứ để này mà mình không che phủ mình thì nó chỉ khoảng nửa tháng thôi, vừa thối mà nó vừa móc béo rất là xấu, nó béo rất là bị bông. Còn cái này thì cái quả nó sẽ héo từ từ, héo từ từ thì nó ở ngoài, chỉ khi nào mình cầm vào mình mới biết là quả này đã héo. Chứ còn nhìn nó vẫn căng, nó căng như là mình mới thậm chí cái buổi riết mà cháu để đến tháng 4 mà cháu mang ra cho khách mùi giống đang thử người ta bảo là mới gặt trên cây, nhưng mà thực tế là cháu gặt từ tháng 11 đấy. Đây là một cái cách bảo quản mà khi mình để cái này thì thỉnh thoảng mình kiểm tra, nghĩa là mình kiểm tra xem có thối dập quả nào trong cái quá trình mình thu hoạch vận chuyển ý. Mà mình để đây thì không thể gì hết được thì mình kiểm tra thì mình sẽ dở ra mình nhặt vẫn và mình kiểm tra lại đấy. Đấy thì mình ăn là cái người anh đang, đây là cái nhân viên bên cửa hàng thực phẩm sạch Xóa Biển. Chắc là chắc bình thường như thế này, cái chắc bình thường thôi. Chắc bình thường để giữ cái độ ẩm để gió thoát dần đấy. Còn cả trong hay là cả trong hành không để có cái đơn giản đó. Thế đây là dùng trong có biết đâu thuốc gì thì thuốc gì đấy, với bột thì cái thuốc cháu đang bán cho bên Xóa Biển đây là 50. Năm ngoái là bán 60 đấy, nhưng mà năm nay cháu mua cây giống chuẩn bị về đấy. Đấy, thế mà cái biết là nếu để trong phòng này mà kín và ít người mở cửa thì nó cái độ tươi quả rất là nồng. Đấy, bởi vì nó không vào gió nhiều.